Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái dự án We Get Quicks to Earn. Đây là cái dự án sẽ được lau spa ở trên Bybit. Có thông tin sẽ là lau spa trong Bybit, vì thế cho nên dự án này đang rất là hot và cũng đã có cho tải app, cũng như là chúng ta farm cũng như là quiz trả lời những câu hỏi để chúng ta có thể kiếm được point. Thì đầu tiên là các bạn sẽ ấn vào link ở bên dưới video phần mô tả nhé. Các bạn ấn vào cài đặt trên thiết bị. Sau đấy thì mọi người vào log in vào trong cái tài khoản của mình nhé. Đây thì mình hướng dẫn cho các bạn. Đấy, và đây thì mọi người ấn vào log in with Google nhé. Tiếp theo nữa là chúng ta chọn là English nha, ấn Next. Tiếp theo nữa là chọn male hoặc là female, trai hoặc là gái, sau đây ấn tên và ấn vào confirm nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào chỗ meaning, chỗ tab này, mọi người cứ ấn vào liên tục cho mình nhé. Chỗ tab 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 này ấn vào. Tiếp theo nữa là cái phần rep và phần quick to earn. Chúng ta ấn vào phần quick to earn thì nó sẽ có những cái loại ở đây. Đó như kiểu gọi là khó và khó hơn và lại bình thường ấy. Thì chúng ta ấn vào go để chúng ta trả lời nhé. Những cái câu hỏi này thì chúng ta trả lời sau đi, để còn nếu các bạn mà muốn trả lời thì các bạn cũng có thể trả lời nhé. Lúc nào mà ad có kết quả thì ad đăng lên kênh sau cho mọi người cũng được, hoặc là mọi người có thể vào trả lời nhé, hay là chúng ta có thể là những cái câu hỏi ấy chúng ta có thể là dùng cái điện thoại khác để chúng ta quẹt những cái câu hỏi để nó sẽ dịch ra tiếng Việt và chúng ta sẽ trả lời cho nó đúng nhé. Đấy, hình như là trả lời sai thì chúng ta vẫn có thể trả lời lại sau vòng 1 phút đấy. Đấy thì mọi người ấn vào đây và trả lời nhé. Còn chủ yếu là cái phần này. Phần này thì chúng ta cứ tap vào đây, tap vào liên tục ấy, mọi người nhé. Cứ chiến liên tục cho mình nhé. Đấy, sau đây chúng ta ấn vào phần rep nhé. Để chúng ta lấy link giới thiệu thêm bạn bè nhé. Đấy, cái dự án này thì có thông tin là sẽ lau spa ở trên Bybit, ở trên Binance. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ cố gắng là làm nhé mọi người nhé. Đấy, chúng ta cứ theo anh bằng thôi. Đấy, anh bằng giờ là nhắc rồi cho nên là chúng ta cứ theo thôi. Cái này nó như kiểu là tăng tốc độ ấy nhỉ.